Chiều 12 tháng 12 năm 2022, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định kỳ điều hành lần thứ hai trong tháng 12, áp dụng từ 15 giờ ngày 12 tháng 12. Theo đó, giá xăng dầu tiếp tục đà giảm sâu so với kỳ điều hành đầu tháng. Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 là 300 đồng một lít, dầu diesel 800 đồng một lít, dầu hỏa và dầu mazut 500 đồng một lít, xăng RON 95 là 400 đồng một lít. Theo đó, giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ chiều 12 tháng 12 như sau. Xăng E5 RON 92 là 20.346 đồng một lít, giảm 1.333 đồng một lít. Xăng RON 95 là 21.000 đồng một lít, giảm 1.504 đồng một lít. Dầu diesel là 21.670 đồng một lít, giảm 1.543 đồng một lít. Dầu hỏa là 21.901 đồng một lít, giảm 1.661 đồng một lít. Dầu mazut là 13.016 đồng một ký, giảm 937 đồng một ký. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này, tức là từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12, chịu tác động của các yếu tố như lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng gia tăng, nhu cầu nhiên liệu suy yếu trong bối cảnh Mỹ có khả năng tăng lãi suất, việc áp giá trần đối với dầu của Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các yếu tố này đã tác động, làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng nhìn chung là giảm. Trước đó, ngày 8 tháng 12, chia sẻ tại hội nghị về công tác chuẩn bị Tết và bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Bộ Công Thương tổ chức, đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhận định, dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tăng, nhưng các doanh nghiệp đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân du xuân chơi Tết. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp phải có kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân dịp cuối năm và trước, trong, sau Tết Nguyên đán, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.